Chào các bạn đã trở lại với kênh Sóc Cò TV. Hôm nay là ngày 17 tháng 8 2020. Mình muốn chia sẻ cho các bạn một ít về dòng đai châu Thái lá mít xếp rủ rịt nhé các bạn nhé. Rất là lâu rồi mình không có chia sẻ về cái dòng này. Trước thì cách đây khoảng độ mấy tháng mình có bán rất là nhiều loại này và cháy hàng. Mọi người biết vì sao mà mình nghỉ một thời gian không? Là tại vì là mình đi hàng quá là nhiều đấy, và cây nó không có kịp lớn nên mình không có bán nữa. Và xong thời gian mình dưỡng cây thì bữa nay cây nó đã khỏe mạnh đẹp, và hôm nay mình quay trở lại mình sẽ chia sẻ cho các bạn nhé các bạn nhé. Đây chính là một chậu đai châu Thái lá mít xếp rụt rịt nhé các bạn. Như các bạn đã biết đấy, đai châu Thái có rất là nhiều loại khác nhau, rất là nhiều loại này, lá mít này, lá xếp này, lá kiếm này, lá dài này, và lá mít xếp rụt rịt này. Thì trong những loại đấy thì đó chính là cái loại mà lá mít xếp rụt rịt là loại mắc nhất và cao cấp nhất. Nó vừa mít nó lại vừa xếp, các bạn thấy này, cái lá kẽ lá của hai kẽ lá này nó sẽ xếp xít lại với nhau này, và lá mít nó rất là dày. Thế nên vì vậy mà em này vừa mít vừa xếp nên nó rất là giá trị nhé các bạn nhé. Các bạn thấy đấy, đẹp không? Bữa nay về cái lô này có tất cả là có 4 màu: đỏ, trắng, đốm, bò sữa. 4 màu này thì mình sẽ để góc màn hình mình chạy cho các bạn. Nhưng mà cái lô này đấy là nó để màu rất là tùm lum tờ lưa, nhưng mà theo kinh nghiệm mình sẽ chọn được đến chính xác đến 80% màu cho các bạn nhé. Còn về lá đấy thì là cây này có tất cả có 4 cặp lá trở lên, tất cả các em này đều có 4 cặp lá trở lên. 4 cặp lá trở lên này, lá mít xếp rụt rịt này, cây không bị lối lá này, đó chính là ba cái mình sẽ bảo hành cho các bạn nhé. Lá rất là đẹp. Bản lá rộng 5 cm này. Mình sẽ đo cho các bạn nhé các bạn. Các bạn hãy quan sát thật là kỹ giúp mình nhé. Khoảng cách giữa hai lá nó rơi khoảng độ là 30 cm. Đây là cây màu trắng. Cây màu trắng thì lúc nào nó lớn nhất và bự nhất rồi. Đây cây màu trắng nhìn lá rất là đẹp. Rộng 5 cm này. Bản lá rộng 30 cm luôn này. Nó có 4 cặp lá trở lên. Rễ rất là đẹp. Bên mình bán một chậu này với giá là 170.000 một chậu, chưa bao gồm phí ship vận chuyển các bạn nhé. Hàng rất là đẹp. Không đẹp không dám lấy tiền của các bạn. Các bạn nhận hàng các bạn cứ kiểm tra hàng thoải mái, cho xem hàng thoải mái, không cần chuyển tiền trước. Xem hàng thoải mái, đẹp thì lấy, xấu gửi về, rất là đơn giản. Nếu mà không đẹp như những gì mà mình chia sẻ, các bạn cứ gửi về thoải mái. Đó. Em này đó chính là em bò sữa này. Bản lá rộng 5 cm. Khoảng cách giữa hai lá nó rơi vào khoảng độ là 27 cm. Và có 4 cặp lá trở lên. Cây rất là đẹp, tất cả đều 4 cặp lá trở lên. Lá khác nhau, màu khác nhau nên kích thước nó sẽ khác nhau các bạn nhé. Còn em này là em màu đỏ đốm này. 1 2 3 4 5. Lá chân mình đâu tính đâu đúng không? Mình chỉ tính 4 cặp lá này, 2 này, 3 này, 4 này. Các bạn ấy ký đây, cái lá của nó xếp rất là khít nhau, rễ rất là xanh. Đó. Các bạn mua những em này về chúng ta thuần từ bây giờ cho đến Tết. Em này là ngoài đai châu ra còn có tên là Ngọc Điểm, là Nghinh Xuân. Đai châu thì người Bắc thì hay gọi, Ngọc Điểm thì là người Trung Nam. Còn đâu là Nghinh Xuân thì đó chính là người miền Trung hay gọi. Thì Nghinh Xuân tức là mùa xuân em ấy sẽ tự ra bông. Nghinh đón mà các bạn, Nghinh Xuân tức là đón xuân đó. Thì em sẽ cho ra bông và hương rất là thơm nhé các bạn nhé. Cây rất là đẹp, rễ rất là xanh, mướt. Thời gian trước thì mình không có chia sẻ nữa, mình dừng lại một quãng thời gian là tại vì rằng là cây nó nhỏ, mình không có muốn chia sẻ. Và bây giờ cây nó đã đẹp trở lại và mình muốn quay trở lại và sẽ lợi hại hơn xưa. Thú dữ. Cây màu trắng, mình thấy quan sát cây màu trắng là lúc nào là cây đẹp nhất. Bản lá rộng 5 cm này. Khoảng cách giữa hai lá nào độ 30 cm này. Đó, rễ này xanh. Đó. Ui. Mình mà khui hàng ra các bạn xem còn sướng nữa à. Tất cả đều 4 cặp lá trở lên các bạn nhé. Các bạn cảm giác là cái độ dày của lá. Đó. Rất là đẹp. Hàng rất là đẹp. 170.000 một chậu, chưa bao gồm phí ship vận chuyển các bạn nhé. Mình sẽ ship toàn quốc. Hàng rất là đẹp. Và tất cả các đơn hàng đi nhé các bạn này. Tất cả các đơn hàng đi là mình sẽ phải bọc báo cho các bạn như thế này. Mình để hạn chế nó bị hư hại cả rễ và cả lá. Thì các bạn biết đấy, mình không thể tránh được, nhưng mình chỉ gọi là hạn chế thôi,
Nếu mà có sơ suất nhẹ thì mong mọi người cũng thông cảm. Mình bọc là giấy báo như này này. Đó, và khi các bạn nhận hàng các bạn khui cái tờ báo ra, các bạn kiểm tra thật là kỹ giúp mình xem có đẹp không nào. Đó. Nếu đẹp thì các bạn hãy nhận hàng, đâu nếu nó xấu thì các bạn hãy gửi hàng về giúp mình nhé. Cái rất đẹp, dễ xanh nha. Đồ dễ xanh. Em này về các bạn chỉ cần sang chậu, đặt nguyên cái chậu này và sang cái chậu đất lung, hoặc là các bạn cho sang cái chậu gỗ. Các bạn đi phân cho mình 20 đèo nước vào gạo rồi phân B1 đấy đấy, chỉ cần vậy thôi là cây nó khỏe mạnh nhỉ. Còn bạn nào mà chưa biết cách sang chậu hoặc là chưa biết cách chăm sóc đai trâu đấy, thì trong kênh của mình có chia sẻ rất là kỹ về cái dòng đai trâu Thái Lamisep Rudy này này. Mình có chia sẻ một bài rất là kỹ về cách trồng, thì các bạn hãy tham khảo giúp mình nhé. Cây rất là đẹp, bốn màu đỏ trắng đốm vào sữa. Số điện thoại mình sẽ để trên màn hình, các bạn hãy liên hệ giúp mình để đặt hàng sớm nhất nhé. Hàng hôm nay không có nhiều, khoảng độ có 200 cốc thôi, không có nhiều đâu nhá. Rồi xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Không đẹp không lấy tiền.